Rồi xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video, cái chủ đề là tránh hiển thị fanpage cho người dùng từ một quốc gia nào đó. Thì ví dụ như các bạn làm bay ra mà các bạn không muốn user từ, ví dụ từ Mỹ chẳng hạn, xem cái fanpage của mình thì mình sẽ tránh user từ Mỹ. Hoặc là các bạn không muốn người dùng ở Việt Nam đi xem cái video của mình thì mình sẽ chặn người dùng ở Việt Nam. Thì mình sẽ chia làm hai trường hợp, và fanpage thường và fanpage đồ năm. Thì bây giờ mình sẽ quay cái fanpage đồ năm nhé. Thì hồi nãy mình đã tạo ra một cái page đồ năm này, thì tạo ra page đồ năm để mà mình quay cái video. Thì các bạn vào ở đây này đó, rồi xong các bạn vào tất cả công cụ nhé. Các bạn vào cài đặt trang này, các bạn vào quyền riêng tư nhé, đó các bạn vào bài viết công khai này, đó các bạn kéo ở dưới, nó có cái dấu hạn chế này, hạn chế theo quốc gia này, đó. Thì các bạn chọn ở đây, nó có hai cái tùy chọn là chỉ hiển thị ở một số quốc gia, tức là ví dụ như các bạn chỉ muốn hiển thị ở Việt Nam và chặn tất cả những quốc gia khác thì các bạn chọn cái trên này, còn mà các bạn chọn ở dưới thì các bạn ấn một số quốc gia, thì ví dụ các bạn ấn là Lào đi đó, thì các bạn lưu thay đổi đó. Thì cái phần từ này là cái fanpage này của mình sẽ không hiển thị những user ở Lào nữa đó. Thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn chỉnh cho bay thường nhé. Đó thì mình đang ở trong một cái bay thường nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho chặn hiển thị ở một quốc gia nào đó trên bay thường. Thì các bạn kéo xuống, các bạn vào phần cài đặt, thì ở phần chúng nhé, là các bạn ở đây có cái chỗ giới hạn quốc gia này, các bạn chọn chỉnh sửa. Thì mình đã add sẵn là giới hạn ba bốn bốn quốc gia này. Giờ ví dụ mình thêm Lào vô, ví dụ vậy, rồi mình lưu thay đổi thôi đó. Thì sau khi lưu thay đổi thì các bạn sẽ thấy là giới hạn quốc gia trang này ảnh mọi người từ Trung Quốc, Hồng Kông, Lào, Malaysia và Đài Loan nha. Kết thúc cái video luôn nha, cảm ơn các bạn.